Chào bà con nông dân và các bạn. Nhờ cần cù, chăm chỉ lao động, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Lập Thạch đã xây dựng được những mô hình làm kinh tế phù hợp cho hiệu quả, bước đầu đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Mời bà con nông dân và các bạn đến thăm những mô hình này trong phần đầu Mục Nhà Nông Làm Giàu hôm nay. Với tuổi đời còn rất trẻ, song vợ chồng anh Hà Công Giang và chị Nguyễn Thị Thuyên ở tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch đã sở hữu ngôi nhà hai tầng khang trang nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Anh Hà Công Giang sinh năm 1984. Sau khi lập gia đình được 5 năm, anh ra ở riêng và được bố mẹ đầu tư vốn mở dịch vụ xay sát. Với bản tính cần cù chăm chỉ, vợ chồng anh còn làm thêm ruộng, một năm ba vụ. Đến vụ đông, vợ chồng anh còn mượn thêm đất, trồng 5 sào ngô, 3 sào dưa chuột. Cùng với đó, anh Giang còn tranh thủ thời gian ngày mùa làm thêm dịch vụ cày bừa thuê bằng máy móc cho bà con lối xóm. Còn chị Thuyên tranh thủ sáng sớm chạy chợ buôn bán. Công việc bận rộn là thế, nhưng hàng năm vợ chồng anh Giang còn thường xuyên nuôi 40 con lợn thịt và 6 con bò sinh sản lẫn bò thịt. Nhờ chịu khó làm ăn, lại ham học hỏi, kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và của mọi người đi trước, nên đàn vật nuôi của anh chị luôn phát triển khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra. Dịch vụ xay sát, cày bừa và chạy chợ của vợ chồng anh chị đều có uy tín và được mọi người tin tưởng. Tính bình quân doanh thu từ làm kinh tế tổng hợp của vợ chồng anh chị mỗi năm trừ chi phí thu về khoảng gần 200 triệu đồng. Đến thăm trang trại của anh Nguyễn Văn Lịch ở thôn Bồ Thầy, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, ai cũng thán phục bởi ý chí quyết tâm làm giàu của anh. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng anh được bố mẹ cho ở riêng. Vốn liếng không có gì đáng giá ngoài mấy sào ruộng và chăn nuôi thêm con lợn con gà. Vốn chịu thương chịu khó và quyết tâm làm giàu ngay chính tại quê hương mình. Với số tiền tích góp được, ban đầu vợ chồng anh mua vài con lợn về nuôi. Để chăn nuôi đạt hiệu quả, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi do xã tổ chức, học cách phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm, xây hầm bioga để vừa xử lý chất thải, vừa có chất đốt dùng trong sinh hoạt gia đình. Với những kinh nghiệm sẵn có trong chăn nuôi lợn, anh xây dựng thêm chuồng trại chăn nuôi gà sinh sản và vịt đẻ. Nhờ chịu khó và sự nỗ lực mà từ hộ thuộc diện nghèo của thôn, đến nay anh đã trở thành hộ chăn nuôi giỏi trong thôn với 30 con lợn nái, 200 con lợn thịt, 1.000 gà đẻ trứng. Bên cạnh đó, với lợi thế nhà gần đường giao thông liên thôn, anh mở thêm cửa hàng buôn bán thức ăn gia súc gia cầm, vừa phục vụ nhu cầu chăn nuôi của gia đình, vừa cung cấp cho bà con nhân dân trong xã. Với mô hình kinh tế tổng hợp, trung bình mỗi năm gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình anh khá giả hơn và được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, nhiều người biết đến hội viên nông dân Nguyễn Quang Ngôn ở thôn Vị Trù là một trong những người tiên phong thực hiện chuyển đổi từ nghề đun đốt gạch ngói thủ công sang phát triển mô hình kinh tế vườn ao chuồng cho hiệu quả cao. Từ đó cũng đã có nhiều hộ gia đình trong xã học tập và làm theo, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Những năm trước, gia đình anh Ngôn phát triển kinh tế bằng nghề làm gạch ngói thủ công. Thu nhập từ nghề không nhiều, sức khỏe các thành viên trong gia đình lại bị ảnh hưởng. Sau nhiều ngày trăn trở tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình, năm 2010, được sự động viên của người thân, anh mạnh dạn nhận thầu đất một vụ lúa, một vụ cá của hợp tác xã để phát triển kinh tế vườn ao chuồng. Lúc đầu vốn ít, kinh nghiệm chưa có, anh đầu tư khoảng vài trăm con gà vịt và quy hoạch cải tạo trên 5 mẫu đất để nuôi thả cá. Với sự nhanh nhẹn tháo vát và chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những hộ chăn nuôi đi trước và thực hiện tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi đúng định kỳ, đàn vật nuôi của gia đình anh Ngôn phát triển ổn định, cho thu nhập khá cao. Thấy hiệu quả từ chăn nuôi, anh Ngôn tiếp tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và huy động các nguồn vốn khác để tăng đàn vật nuôi lên trên 2.000 con gà vịt. Trong đó, vịt trên 1.600 con, gà 400 con. Diện tích nuôi thả cá gần 20 mẫu. Trung bình mỗi ngày gia đình anh Ngôn cung cấp ra thị trường 1.300 quả trứng vịt trên 10 tấn cá một năm. Cùng với chăn nuôi, gia đình anh còn cải tạo đất trồng 300 cây táo. Trung bình mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng. Từ khi chuyển đổi nghề gạch ngói sang lĩnh việc làm thì tôi cảm thấy nhàn hơn, đảm bảo sức khỏe, đỡ vất vả cho gia đình.
Để góp phần giúp đỡ hội viên nông dân phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Nông dân xã đã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 251 hội viên vay vốn với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng. Đến nay là những cái số tiền mà được vay trên thì đã còn rất là có cái hiệu quả, thì các hộ đã tập trung cho vốn để cho các cái chăn nuôi bò rồi lợn gà, đặc biệt là như là nhà anh Ngôn. Từ hiệu quả chuyển đổi của nghề gạch ngói thủ công sang mô hình phát triển kinh tế vườn ao chuồng của hội viên nông dân Nguyễn Quang Ngôn và một số người dân trên địa bàn đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Thanh Trù.